Bán đảo Crimea bị đánh úp, Nga tuyên bố bắn hạ 5 tên lửa tầm xa Atac MS của Kiev. Nga bắn hạ loạt UAV, tên lửa Ukraine ở 4 vùng trọng yếu. Hé lộ nguyên nhân sâu xa khiến Thủ tướng Slovakia bị ám sát. Mỹ thúc đẩy kế hoạch bán gói vũ khí 1 tỷ đô la cho Israel. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trang kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chiến trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa tầm xa Atak MS mà quân đội Ukraine phóng trong đêm nhằm vào Crimea. Quân đội Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS do Mỹ cung cấp nhằm vào Crimea. Thống đốc thành phố Sevastopol thuộc Crimea, Mikhail Razvojev, cho biết một số công trình và sai hơi đã bị hư hại. Ông Razvojev viết cụ thể rằng không có người nào bị thương, một số mục tiêu trên không đã bị bắn rơi, cầu Crimea đã bị dừng lưu thông tạm thời. Moscow gần đây thường xuyên cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa Atak-MS do Mỹ cung cấp. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa Atak-MS trên bán đảo Crimea. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa chính xác có liên quan vụ tấn công trên, nhưng blogger quân sự người Nga Riba cho rằng cuộc tấn công liên quan 16 tên lửa Atac MS. Hồi tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel xác nhận Mỹ đã bí mật cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atac MS tầm xa theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden. Thông tin này được thông báo ngay sau khi gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine được thông qua việc chuyển các tên lửa Atac MS tầm xa cho Ukraine đánh dấu sự thay đổi chính sách to lớn của chính quyền ông Biden. Thời gian qua, Washington vẫn thận trọng trong việc cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine vì lo ngại xung đột leo thang. Trong khi đó, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và các nước khác cấp cho Kiev vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu Nga Hãng tin Reuters đưa tin, lâu Năm Góc cũng lo ngại việc gửi các tên lửa tầm xa này cho Ukraine có thể gây tổn hại tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ do làm cạn kiệt kho dự trữ của Washington. Tuy nhiên vì Mỹ đã có thể giải quyết những lo ngại này hồi tháng 1 nên đã quyết định gửi ATAC MS tầm xa cho Ukraine. Trong khi đó, các chuyên gia lưu ý rằng việc xuất hiện đủ số lượng tên lửa ATAC MS tầm xa sẽ cho phép quân đội Ukraine làm suy yếu hệ thống hậu cần của Moscow và đe dọa nghiêm trọng các sân bay ở sân phía sau, mặc dù những tháng trì hoãn có thể đã giúp quân đội Nga có thời gian để hóa giải những nguy cơ tiềm ẩn gây ra bởi tên lửa Atak MS mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, sự xuất hiện của tên lửa Atak MS tầm xa cũng có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với các kho đạn dược ở hậu phương và buộc Bộ Chỉ huy Nga phải lựa chọn giữ việc củng cố các kho đạn hiện có và phân tán hơn nữa các kho đạn trên khắp những vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát chia sẻ với tờ Business Insider, nhà phân tích Frederick Mertens tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược La Hay nhận định bằng cách tấn công các hệ thống phòng không trên mặt đất GBAD của Nga, Ukraine đang chuẩn bị mặt bằng cho những đợt không kích bằng tiêm kích F-16 trong tương lai. Hồi tuần trước, tờ Evening Standard của Anh đưa tin những chiếc F-16 đầu tiên dự kiến sẽ có mặt ở Ukraine trong vài tuần tới. Trước đó, Đan Mạch tuyên bố bắt đầu chuyển giao F-16 cho Ukraine vào mùa hè năm nay Na Uy và Bỉ cũng đã cam kết cung cấp F-16 cho Kiev. Trong khi đó, Đan Mạch, Mỹ, Anh, Pháp và Rumani đang giúp đào tạo cho phi công Ukraine. Ông Mertens nhấn mạnh, chúng ta không nên đánh giá quá cao tác động từ số lượng tiêm kích F-16 được bàn giao hạn chế. Song theo ông, bán đảo Crimea dễ bị tổn thương, mà đặc biệt khi bị chiến đấu cơ F-16 tấn công. Ông Mertens nói, Nga có không gian cơ động tương đối hạn chế trên bán đảo và nguồn tiếp tế phụ thuộc vào cầu Kerch nếu số lượng máy bay chiến đấu hạn chế có thể tạo ra được tác động thực sự thì chính là ở Crimea, có thể tiếp cận toàn bộ biển đen sau khi GBAD ở Crimea bị xử lý. Trên thực tế, Ukraine đã nhiều lần khiến các lực lượng Nga ở trong và xung quanh bán đảo Crimea phải bối rối. Với việc nhận được loạt vũ khí tối tân từ Mỹ, Ukraine được cho càng có động lực để thực hiện tham vọng các đất Crimea và đất liền Nga. Theo một nhà phân tích quốc phòng, ngoài tiêm kích F16, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp cho Ukraine có khả năng khiến Crimea trở nên không còn giá trị về mặt quân sự đối với Nga. Hồi tháng 4, tờ New York Times đưa tin Mỹ đã bí mật chuyển khoảng 100 attack MS tới Ukraine và các lực lượng Kiev đã đưa vào sử dụng. Trong khi đó, theo Vadim Skibitsky, Phó Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ quyết giữ vững Crimea vì bán đảo này đóng vai trò then chốt đối với việc Nga phóng chiếu sức mạnh trong vùng. Ông Skibitsky cho biết, Nga có hàng trăm nghìn binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine ở những vùng như Đông Donbass, bán đảo Crimea và hành lang đất tại miền nam Ukraine. Ông Skibitsky cho rằng bán đảo Crimea chiếm vị trí đặc biệt trong 20% lãnh thổ của Ukraine vẫn bị Nga kiểm soát. Theo ông Skibitsky, kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga đã biến bán đảo này thành một căn cứ quân sự mạnh và khôi phục tất cả các cơ sở quân sự của Liên Xô cũ. Ông Skibitsky cho hay, họ làm mọi thứ có thể để duy trì lãnh thổ mà họ mới kiểm soát được, tỉnh Kherson, tỉnh Zaporizhia, cũng như duy trì Crimea. Sĩ quan tình báo quốc phòng Skibitsky lưu ý rằng Crimea có vị trí địa lý khống chế biển đen và phóng chiếu sức mạnh ra địa trung hải. Ông Skibitsky nhận định tiếp, sự hiện diện của Nga ở Syria và các nước châu Phi được hậu thuẫn bằng sự hiện diện của Nga ở biển đen, khiến họ có thể cung cấp mọi thứ trong tầm tay cho những gì họ có ở nước ngoài. Chiến dịch phản công của Ukraine được thiết kế nhằm đánh từ Zaporizhia về phía nam tới bờ biển Azov. Nếu thành công, chiến dịch này sẽ cắt đứt hành lang đất nối Crimea với nửa phía tây của bán đảo Crimea hành lang đất đó trở nên nổi bật với tư cách một trong các thành tựu lớn nhất của Nga sau 18 tháng xung đột vũ trang với Ukraine. Nếu để dơ Crimea trở lại quyền kiểm soát của Ukraine, đây sẽ là một tổn thất chính trị lớn đối với ban lãnh đạo Nga, đồng thời sẽ gây nguy hiểm cho các lực lượng Nga đang đóng ở Crimea và tham chiến ở Ukraine. Thách thức này sẽ nổi rõ nếu Ukraine phá hủy được cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công nguy hiểm bằng máy bay không người lái, tên lửa MLRS và tốc u của Kiev nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ của Nga đã phá hủy thành công hai tên lửa Vinka, MLRS, một tên lửa chiến thuật Tochka U và một máy bay không người lái ở vùng Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, 4 UAV đã bị phá hủy, trong đó có một UAV bị phá hủy ở vùng Bryansk, một UAV trên vùng Kaluga và hai Uav tại vùng Tula. Vinka là hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS được phát triển ở Ukraine bởi cục thiết kế nhà nước Luch. Hệ thống được thiết kế dựa trên BM-30 Smerch 300 mm MLRS do Liên Xô sản xuất và sử dụng cùng khung gầm xe tải 8x8 MZKT Mas 543. Tên lửa dẫn đường Vinkha có chiều dài 7,6 m, cỡ nòng 300 mm và trọng lượng 923 kg. Hệ thống phóng tên lửa có thể bắn tên lửa đầu tiên trong vòng chưa đầy 3 phút và có thể bắn toàn bộ 12 quả trong 40 giây. Vinkha có thể phóng tên lửa dẫn đường mới ở khoảng cách lên tới 110 đến 130 km. Đạn tên lửa hướng tới mục tiêu bằng hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái do Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm. Trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov xác nhận 5 ngôi nhà bị hư hại ở Belgorod. Theo thông tin sơ bộ, không có người bị thương trong trận tập kích vào khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 12 tên lửa dẫn đường đã được phóng từ hệ thống đa nòng Vinka của Ukraine nhằm tập kích lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 4 tên lửa Storm Shadow và 7 máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên bán đảo Crimea. 8 máy bay không người lái bị phá hủy trên khu vực Kursk và 4 chiếc bị chặn trên khu vực Lipetsk. Theo thống đốc vùng Lipetsk, Igor Atamonov, một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một trạm biến áp điện ở vùng Kursk. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc xung đột tiêu hào đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt với quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Việc Phó Thủ tướng Thứ nhất Liên bang Nga Andrei Belousov được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh chính thức bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã trở thành chủ đề trung tâm của giới truyền thông Nga và phương Tây. Một số trang mạng của Nga bình luận việc ông Andrei Belousov một nhà kinh tế được đào tạo bài bản, giữ cương vị bộ trưởng quốc phòng là khá hợp lý khi xét tới vai trò to lớn của bộ này trong lĩnh vực chi tiêu ngân sách và nhu cầu đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh về nhiệm vụ tăng cường hiệu quả chi tiêu ngân sách, nhất là trong bối cảnh chi tiêu quân sự ngày càng tăng. Bộ Quốc phòng Nga với định hướng chính là đảm bảo chủ quyền về công nghệ và tập trung vào các chương trình cấp bách nhất, đòi hỏi nguồn tài chính dài hạn sẽ cần tới kinh nghiệm về công tác quản lý và dự báo kinh tế của tân bộ trưởng Andrei Belousov ông Alexander Baunov, nhà cựu ngoại giao Nga, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Á-Âu Kennedy Nga, cho rằng việc bổ nhiệm một trong những nhà kinh tế chủ chốt, đồng thời là nhà thống kê chính trong khối kinh tế, làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng, có thể đồng nghĩa với việc Tổng thống Putin đang muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine và triển khai hiệu quả việc sản xuất tại các nhà máy thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự và Thị trường Quốc tế. Chiến lược này sẽ không cần sự huy động lực lượng hay đột phá, mà là gây áp lực chậm rãi lên Ukraine với sức mạnh vượt trội của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Nga và toàn bộ nền kinh tế, điều buộc phải thực hiện một cách hiệu quả hơn cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương. Nhiều quan điểm cho rằng việc bổ nhiệm ông Andrei Belousov vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng là quyết định chính xác. Ông Belousov là chính khách rất thông minh, nghiêm túc, với khả năng kiên nhẫn trong công việc, có tính trung thành và hy sinh. Trong bối cảnh lĩnh vực quốc phòng đóng vai trò đầu tàu trong chuyển đổi kinh tế xã hội, ông Andrei Belousov có thể hiện thực hóa những tiềm năng mà chỉ một người tầm cỡ như ông mới có thể hiểu và phát huy được. Nhà khoa học chính trị Marat Basirov đánh giá việc bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm bộ trưởng quốc phòng là một sự kiện kinh tế. Ông Andrei Belousov sẽ đóng vai trò là người sắp xếp lại các chi tiêu nội bộ của bộ này. Là một nhà kinh tế và nhà quản lý giỏi, ông Andrei Belousov rất có thể sẽ bận rộn sắp xếp lại tình hình quân đội hiện nay trong bối cảnh vẫn còn một số vấn đề nhất định ở hậu phương. Bất chấp những nỗ lực của người tiền nhiệm Sergei Shoigu, ông Marat Basirov dự đoán việc kiểm soát và điều phối chính các hoạt động quân sự ở Ukraine có thể hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tướng Valery Gerasimov. Theo nhà khoa học chính trị Ilya Grashenko, ông Andrei Belushov, người ủng hộ nền kinh tế huy động, sẽ phải thực hiện các quy định nghiêm ngặt trong quân đội. Một video báo cáo của ông Andrei Belushov liên quan vấn đề chế tạo thiết bị bay không người lái UAV nêu rõ chỉ từ 10 đến 30% số linh kiện lắp ráp UAV được nội địa hóa và sản xuất ở trong nước. Qua đó, việc bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, ông Sergei Shoigu, trên cương vị thư ký Hội đồng An ninh, sẽ là người điều phối tất cả các lực lượng an ninh. Ông Sergei Shoigu cùng Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ chịu trách nhiệm điều phối một cách có hệ thống quá trình đàm phán với phương Tây. Đây dường như là một tín hiệu gửi đến phương Tây rằng Nga sẽ chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình và sẽ không có bất kỳ nhân nhượng nào. Quân đội Ukraine được cho là đã dùng tên lửa Atak MS tập kích căn cứ không quân Benbek của Nga tại bán đảo Crimea, làm hư hại radar phòng không. Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã hạ 10 tên lửa Atak MS. Mikhail Ravojaev, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã dùng số tên lửa trên có đầu đạn chùm. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội sau đó cho thấy, một số bộ phận của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400 đặt tại căn cứ Benbeck trúng đòn tập kích. Trong số này, một hệ thống dường như là radar chỉ thị mục tiêu tầm xa chính của tổ hợp S-400 là 92N6 bị phá hủy. Chưa rõ ngoài hệ thống radar nói trên, vụ tập kích có gây thiệt hại thêm gì cho căn cứ Benbec hay không. Bất chấp Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay quân sự Nga tại căn cứ Benbec, chưa có hình ảnh nào chứng minh cho điều này. Truyền thông Nga cũng công bố ảnh đạn con M-74 xuất hiện trong khu vực sau vụ tập kích. Loại đạn này có trong đầu đạn chùm của tên lửa Atak MS, vốn là vũ khí phù hợp để tập kích máy bay và tổ hợp phòng không bố trí trên khu vực rộng mở, cũng như kho đạn và kho phương tiện quân sự. Trước đó, truyền thông Ukraine cũng đã công bố một đoạn video được cho là căn cứ không quân trên bốc cháy sau khi bị tập kích. Một số hình ảnh và video lan truyền trên truyền thông Ukraine cho thấy ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên tại sân bay Benbeck. Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ 55 phút, sau đó là những vụ nổ liên tiếp. Đợt tấn công thứ hai bắt đầu từ 2 giờ 35 phút với các vụ nổ vang lên ở Yevpatoria và quận Bakhtisarai. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào căn cứ của Nga trên bán đảo Crimea. Được biết, đây là lần thứ hai lực lượng Ukraine tấn công tên lửa vào sân bay Benbeck, lần đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 1 năm nay Tháng trước, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào sân bay Derzhancoi Crimea. Gần đây nhất, một căn cứ phòng không của Nga ở đỉnh núi Ai-Petri đã bị tên lửa Ukraine tấn công, khiến một chỉ huy đơn vị thiệt mạng. Căn cứ không quân Benbek, vốn là sân bay quốc tế nằm ở phía bắc Sevastopol, song dừng phục vụ các chuyến bay dân sự từ năm 2014. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine. Ukraine từ lâu coi căn cứ Benbek là mục tiêu hàng đầu. Nhiều lần tấn công cơ sở này song dường như không đạt được kết quả. Tuy nhiên, với tên lửa ATACMS tầm xa mới nhận được từ Mỹ, Ukraine có thể tập kích căn cứ Benbek và khiến các mục tiêu khác xa hơn trên bán đảo Crimea gặp rủi ro. Tờ báo Pravda đưa tin, một đoàn tàu chở hàng bên trong là nhiên liệu và dầu bất ngờ bị chật bánh, phát nổ và bốc cháy ở tỉnh Volgograd của Nga. Nguyên nhân có thể khiến tàu chật bánh là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không xác định. Thông tin về vụ việc, kênh Telegram Baza của Nga cho biết vụ việc xảy ra vào dạng sáng 14 tháng 5 sau cuộc tấn công của một máy bay không người lái không xác định, khiến 9 toa chật bánh và ít nhất 2 toa phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Thông báo của công ty đường sắt Volga Railway, đơn vị quản lý nhà ga trên nêu nguyên nhân vụ việc là do hành động can thiệp trái phép trong hoạt động vận tải đường sắt ở nhà ga Kotluban. Theo thông tin ban đầu, vụ việc không gây ra thương tích. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tạm đình chỉ dịch vụ đường sắt ở khu vực nhà ga nói trên. Trong khi đó, kênh Bà Gia cho hay đoàn tàu chật bánh do sự can thiệp của một người không rõ danh tính. Bà Gia đưa tin rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến hai toa tàu chở nhiên liệu bốc cháy. Một tàu chở dầu đã phát nổ, sau đó nhiên liệu tràn ra bãi cỏ và bốc cháy dữ dội. Tổng cộng có 9 toa xe bị chật bánh. Hiện đám cháy đã được khống chế nhưng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Hiện Nga đang điều tra mở rộng vụ việc hiện phía Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trước đây, Kiev từng xác nhận thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống đường sắt của Nga để làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự, bao gồm cả những nơi ở xa tiền tuyến. Trong lúc xung đột Nga, Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 4 tuyên bố đã phá hủy đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích. Bộ Quốc phòng Nga cho hay một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại khu vực định cư Udachinoi ở Donetsk. Ngoài ra, quân nhân và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực Balakleya thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Trước đó, Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và cho biết chuyến hàng đầu tiên sẽ được chuyển đến trong vòng vài ngày giảm bớt tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng vốn đã gây khó khăn cho lực lượng Kiev trong nhiều tháng. Đường sắt Ukraine đã đóng một vai trò quan trọng trong việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến, vận chuyển mọi thứ từ ngũ cốc đến hỗ trợ nhân đạo trên khắp đất nước, cũng như vận chuyển vũ khí của các nước phương Tây cho Kiev. Trong một báo cáo, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng trong những tuần tới, các lực lượng Nga sẽ tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine đặc biệt là đường sắt nhằm cản trở hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev. Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine vào mùa xuân năm 2024, lợi dụng sự chậm chế trong viện trợ của phương Tây dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và phòng không. Theo ISVK, trong khi Ukraine chờ vũ khí mới đến, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng và năng lực cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Mặt khác, Nga sẽ chuyển trọng tâm từ cơ sở hạ tầng năng lượng sang mạng lưới giao thông nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí đến tiền tuyến. Báo cáo của ISVK nhận định Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể tin rằng tấn công hệ thống giao thông sẽ hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cho các khu vực quan trọng của mặt trận. Trang Volhronika ru đưa tin UAV trinh sát của quân đội Nga trong lúc thực thi nhiệm vụ gần khu định cư Vyazenka thuộc tỉnh Sumy, Ukraine đã phát hiện một xe tải quân sự chở khí tài được phủ bạt kín của đối phương đang nghỉ chân tại ngã ba đường chống chảy. Một UAV cảm tử Nga sau đó được điều tới tấn công khí tài đặt trên xe tải. Sau khi lớp bạt phủ bên ngoài cháy hết, có thể thấy cỗ khí tài được vận chuyển trên xe tải là xe phòng không Jepard. Đòn tấn công của UAV cũng khiến khói lớn bốc lên từ Gepard, chứng tỏ linh kiện bên trong khí tài này bị cháy. Được biết, vị trí vụ tập kích nằm cách biên giới Nga ukraine khoảng 25 km về phía tây. Theo trang Military Today, Flakpanzer Gepard là hệ thống pháo phòng không được Tây Đức phát triển trong những năm 1960 và đưa vào biên chế trong quân đội vào đầu những năm 1970, xe nặng 47,5 tấn, dài 7,68 m, rộng 3,71 m cao 3,29 mét. Kíp chiến đấu của xe gồm 3 người. Jepard sử dụng hệ thống khung gầm xe tăng chủ lực Leopard 1. Phía trên được lắp hai khẩu pháo Oelikon GDF sử dụng đạn 35 nhân 228 mm. Mỗi viên đạn nặng hơn 1,56 kg. Oelikon GDF có tốc độ bắn 550 phát một phút. Sơ tốc đầu nòng đạt 1.175 m một giây và tầm bắn hiệu quả lên tới 4 km. Các radar lắp trên Jepard có thể phát hiện mục tiêu đối phương ở khoảng cách tối đa là 15 km. Theo số liệu từ trang Bundesregierung.de của chính quyền Đức, Berlin từ tháng 7 năm 2022 tới nay đã viện trợ cho các lực lượng vũ trang Ukraine 52 pháo phòng không Gepard với phụ tùng thay thế, cùng 146.000 viên đạn 35 x 228 mm dành cho hệ thống này. Trước đó, trang quân sự Voenheronica.ru cũng đã đăng một video cho thấy máy bay không người lái UAV Nga trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở tiên tuyến, đã phát hiện một chiếc xe tăng M1 Abrams của quân đội Ukraine ẩn nấp dưới nhiều tán cây xanh. Do chiếc xe tăng M1 có lớp sơn bên ngoài là màu sa mạc khác hoàn toàn với màu cây xanh xung quanh, nên camera lắp trên UAV Nga có thể quan sát rõ phần thân và nòng pháo khí tài này. Quân đội Nga sau đó đã điều UAV cảm tử tới tấn công xe tăng Abrams. Đòn tập kích từ UAV nhanh chóng khiến lửa lớn bốc lên từ phía sau thân xe. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn video trên được quay lại. Chính quyền Mỹ vào tháng 9 năm 2023 đã gửi 31 xe tăng M1A1 Abrams cho quân đội Ukraine. Tuy vậy, theo thông tin được tờ New York Times công bố đầu tháng trước, các lực lượng vũ trang Moscow đã vô hiệu hóa ít nhất 5 chiếc Abrams, đồng thời khiến 3 chiếc khác hư hại đáng kể. Hàng loạt xe tăng lắp giáp lồng kiểu mai rùa của Nga đã bị Ukraine phá hủy, cho thấy Kiev đã tìm ra cách đối phó loại giáp tự chế này một tài khoản chuyên đưa tin về xung đột tại ukraine đã đăng tải video một xe bọc thép mai rùa phủ kín hầu hết thân của nga nằm bất động trên con đường gần làng andripka phía nam thành phố bakhmut ở tỉnh donetsk ngay bên cạnh là nhiều phương tiện chiến đấu bốc cháy cho thấy đây dường như là kết quả một đòn tập kích của ukraine nhằm vào đoàn xe nga trong đó chiếc xe tăng mai rùa đã bị vô hiệu hóa khả năng di chuyển nhiều khả năng do trúng đạn pháo tên lửa chống tăng hoặc mìn một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất drone fpv cảm tử của ukraine sau đó tấn công vào cửa sau đang mở của chiếc xe tăng mai rùa tạo ra vụ nổ và khiến nó bốc cháy từ bên trong một số tài khoản mạng xã hội khác gần đây cũng chia sẻ nhiều hình ảnh video xe tăng mai rùa nga bốc cháy hoặc bị phá hủy sau khi bị đối phương tập kích tình cảnh này trái ngược những gì diễn ra đầu tháng trước thời điểm Nga bắt đầu tung vào tiền tuyến, loại xe tăng được lắp những tấm tôn hoặc thép phủ kín toàn thân giống như mai rùa khổng lồ để đối phó với drone cảm tử của Ukraine. Trước đó, Nga đã tung ra tiền tuyến loạt xe tăng mai rùa độc đáo này. Tuy nhiên, theo Forbes, thời gian gần đây, phía Ukraine đã bắt đầu phá hủy được xe tăng này, dấu hiệu cho thấy trong xung đột không có vũ khí nào có thể có ưu thế mãi mãi mà sẽ luôn có biện pháp khắc chế. Trên thực tế, xe tăng Mai Rùa của Nga đã làm đúng sứ mệnh mà Moscow kỳ vọng, chặn được UAV cảm tử của Ukraine mở đường cho đoàn xe đi qua bãi mìn. Thiết bị gây nhiễu trên xe tăng chặn UAV tấn công từ hầu hết các hướng trong khi lớp giáp kiên cố chặn được hầu hết các quả thuốc nổ nhỏ lao xuống. Về bản chất, những chiếc UAV FPV dù hiệu quả nhưng chỉ là giải pháp tình thế khi Ukraine cạn kiệt đạn pháo do viện trợ từ phương Tây nhỏ giọt. Sau khi Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới, Ukraine bắt đầu được chuyển đạn pháo và tên lửa chống tăng tới, và đây chính là khắc tinh của xe tăng mai rùa. Xe tăng mai rùa có thể chặn được UAV Ukraine, nhưng khó có thể ngăn cản những quả đạn pháo nặng 45kg hay những quả tên lửa 22kg chứa lượng thuốc nổ lớn hơn máy bay không người lái cỡ nhỏ. Khi quả đạn pháo hoặc tên lửa chống tăng bắn vào đúng vị trí trên lớp giáp mai rùa, nó có thể làm bùng lên ngọn lửa bên trong lớp giáp, khiến phương tiện bị phá hủy. Một vấn đề với xe tăng mai rùa là tầm nhìn của kíp lái bị hạn chế do lớp giáp che hầu hết chiếc xe. Ngoài ra, lớp giáp cồng kênh có thể chặn đường rút lui của binh sĩ khi chiếc xe bị tấn công. Theo các chuyên gia, đây là điều rất bình thường trong cuộc xung đột. Khi một bên tung ra được chiến thuật mới, bên còn lại sẽ ngay lập tức tìm cách khắc chế. Theo đánh giá, hệ thống phòng không đang gặp khó khăn của Ukraine đã tạo cơ hội cho Nga tiến hành các cuộc tấn công, tương tự như các đòn tấn công từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine Nga bắt đầu triển khai ngày càng nhiều máy bay không người lái UAV tới các vị trí của Ukraine nhằm thu thập thông tin tình báo về nơi cất giữ vũ khí để chuẩn bị cho tên lửa chiến thuật dẫn đường nhắm mục tiêu. Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London cho biết, sự hiện diện ngày càng tăng của UAV Nga cho phép quân đội của họ phát hiện và phá hủy chính xác các mục tiêu phía sau tiền tuyến. Nga đang thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào phía sau tiền tuyến của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và bệ phóng tên lửa như hệ thống Tornado S. Theo các chuyên gia quân sự, các cuộc tấn công hiện nay của Nga giống như kiểu tấn công mà Kiev đã thực hiện với Moscow bằng tên lửa được phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp. Ông Watling cho hay, trong những ngày gần đây, Nga đã tấn công hệ thống phòng không Buk và hai máy bay trực thăng của Ukraine. Nga mong muốn tiến hành những cuộc tấn công đáng chú ý khác, nhưng hiếm khi thực hiện thành công. Nga ban đầu không thể đánh bại hoặc tiến hành các cuộc tấn công tương tự như HIMARS của Ukraine do thiếu độ chính xác, khả năng nhắm mục tiêu và thông tin kịp thời. HIMARS là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành, sở hữu hỏa lực mạnh, tính cơ động cao, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất 39 hệ thống HIMARS kể từ đầu cuộc xung đột. Những cuộc tấn công lần này giống như các cuộc tấn công bằng bom lượn khi lực lượng không quân Nga đã có được khả năng cơ động cao hơn đã gây thêm căng thẳng cho quân đội Ukraine, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí. Nga đặt bước tiến trên tiền tuyến trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào mùa hè, có thể gây áp lực đáng kể cho khu vực Kharkov và các khu vực xung quanh Zaporizhia trước khi tiến công vào Donbass. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang chờ đợi viện trợ mới từ các quốc gia phương Tây để tăng cường khả năng chiến đấu. Chừng nào Ukraine còn thiếu trang thiết bị, Nga sẽ bắt đầu tận dụng lợi ích của mình, ông Watling nói. Tuy nhiên, theo đánh giá, Ukraine vẫn có cơ hội đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong thời gian tới. Chuyên gia Watling cho rằng, Ukraine cần huy động đủ số lượng binh sĩ và thiết lập một hệ thống huấn luyện không chỉ để thay thế tổn thất trong các đơn vị hiện có, mà còn tăng cường cho các đơn vị để luân chuyển trong và ngoài tiền tuyến. Nhưng nếu các nước phương Tây không nhanh chóng cung cấp pháo binh, hệ thống phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và các phương tiện hỗ trợ khác, thì lực lượng Ukraine sẽ gặp khó khăn. Triển vọng ở Ukraine khá ảm đạm nhưng với nỗ lực và sự hỗ trợ kịp thời, áp lực từ cuộc tấn công mùa hè của Nga có thể giảm bớt. Tiêm kích MiG-31 và Su-57 đang mang lại cho không quân Nga lợi thế lớn trong xung đột Ukraine. Theo chuyên gia quân sự Anatoly Matvichak, MiG-31 cho phép lực lượng hàng không vũ trụ Nga kiểm soát hoàn toàn tình hình trên bầu trời, vượt ra ngoài tính năng tiêm kích phòng không như thiết kế ban đầu. MiG-31 hoạt động ở mọi độ cao và trong mọi điều kiện thời tiết để đánh chặn và tiêu diệt chiến đấu cơ cũng như tên lửa hành trình của đối phương. Chiếc Fox hào có khả năng đạt độ cao hơn 20.000 20 m và tầm bay 3.500 km. Bên cạnh đó, tập đoàn Rotech cũng nêu đặc điểm vượt trội của tiêm kích hiện đại nhất trong không quân Nga, đó là Su-57 Felon, được xem như không có đối thủ trên thế giới. Tính năng quan trọng nhất của Su-57 là tàng hình. Nó được trang bị công nghệ tán xạ sóng radar đi kèm trang bị thiết bị điện tử tiên tiến. Phelon còn có tốc độ siêu âm, vũ khí bên trong, lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến và bộ thiết bị điện tử hàng không mới nhất. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên không và tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ sớm nhận được Su-57 với động cơ mới khi những bài thử nghiệm tương ứng đã được thực hiện. Trên chiến trường, Su-57 mang tên lửa KH-59MK2, KH-69 được sử dụng để tấn công các mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine. Tên lửa này nhỏ gọn và có thể đặt vừa khoang vũ khí bên trong máy bay. Hiện tại không có tiêm kích thế hệ thứ năm nào khác có thể mang tên lửa tấn công tầm xa tương tự khi sản phẩm dành cho F-35 mới chỉ được Mỹ lên ý tưởng. Hồi tháng 3, một số nguồn tin cho rằng không quân Nga có thể sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 để thực hiện các nhiệm vụ ở khu vực Lugang. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng có vẻ như Su-57 đã thâm nhập không phận Ukraine trong lúc làm nhiệm vụ. Thông tin không được phía Nga xác nhận. Trong khi đó, có nhiều điểm nghi vấn, chẳng hạn như bằng cách nào phía Ukraine xác định được loại tên lửa mà Su-57 đã sử dụng là tên lửa tàng hình KH-59MK2 và vì sao Su-57 lại phải thâm nhập không phận Ukraine trong khi tên lửa KH-59MK2 có thể tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Lugang từ sâu bên trong lãnh thổ Nga. Có thông tin rằng Anh cũng đã phát triển một loại bom lượn dành riêng cho Su-57 là pbk 500 u Doren. PBK 500U Doren đã được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 2024 và SU-57 có thể sử dụng loại bom lượn này từ năm 2025. Việc sử dụng bom lượn PBK 500U Doren có nghĩa là SU-57 có thể được đưa sâu hơn vào không phận Ukraine để tấn công các mục tiêu ở cự ly gần hơn. Điều này có thể cho thấy nó đang được thử nghiệm trong chiến đấu. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong chuyến thăm bất ngờ hai ngày tới Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ mới là một phần của khoản ngân sách 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua tháng trước. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đang tìm cách đẩy nhanh việc vận chuyển thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine trong bối cảnh đợt tấn công trên bộ mới của Nga ở khu vực đông bắc Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa qua tuyên bố Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự 2 tỷ đô la Mỹ dành cho các lực lượng Ukraine. Khoản hỗ trợ này được Ngoại trưởng Blinken công bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kuleba, diễn ra tại thủ đô Kiev, nhân chuyến thăm của nhà ngoại giao Mỹ tới Ukraine. Đây là một phần trong gói hỗ trợ 61 tỷ đô la Mỹ mà Washington đã thông qua cách đây vài tuần sau nhiều tháng tranh luận tại Quốc hội Mỹ. Cụ thể, 1,6 tỷ đô la Mỹ có được từ dự luật hỗ trợ bổ sung đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi tháng trước và 400 triệu đô la Mỹ còn lại từ khoản hỗ trợ tài chính quân sự cho nước ngoài hiện chưa được phân bổ. Ông Blinken nêu rõ mục đích của gói hỗ trợ là cung cấp vũ khí cũng như đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Ukraine và giúp nước này mua thiết bị quân sự từ các nước khác. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong vài tuần tới, đồng thời khẳng định Washington ủng hộ mạnh mẽ Hội nghị hòa bình Ukraine dự kiến diễn ra trong tháng 6 tại Thụy Sĩ. Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ và Ukraine có thể sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương trong vài tuần tới sau khi thực hiện những bước đi tích cực thúc đẩy thỏa thuận. Quan chức Mỹ kỳ vọng chuyến thăm sẽ gửi thông điệp tái cam kết hỗ trợ mạnh mẽ với đồng minh giữa lúc quân đội Ukraine đang trong tình thế khó khăn ở tiền tuyến phía đông và Nga đang mở mặt trận mới ở Kharkov. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cũng đã đưa ra bình luận về các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine trên lãnh thổ Nga. Trong đó, Ông nói rằng Kiev vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công trên, nhưng quân đội Nga đang ở trạng thái cảnh giác và làm mọi việc cần thiết. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Theo ông, chúng tôi không khuyến khích hay kích động các cuộc tấn công ra phạm vi bên ngoài lãnh thổ Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách gửi những trang thiết bị cần thiết mà họ cần để đạt được thành công. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nhắc lại rằng Kiev cần được cung cấp khẩn cấp 7 hệ thống phòng không và khu vực cốp ở phía đông bắc cũng cần thêm hai hệ thống nữa. Ông Kuleba cũng kêu gọi các nước đồng minh đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí cho Ukraine. Liên quan vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington đang tập trung cho việc chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các biện pháp phòng không quan trọng khác tới Ukraine. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo đuổi các mục tiêu tối đa ở Ukraine, theo đó dẫn đến sự khuất phục hoàn toàn của Kiev và phương Tây. Trong một bài đăng trên trang của Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Russi, cựu cố vấn Bộ trưởng của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Alexander Daniliuk nói, bất chấp bi kịch rõ ràng của tình hình này đối với Ukraine, đối với phương Tây và đặc biệt là Mỹ, hậu quả của việc Ukraine bị đánh bại sẽ không kém phần thảm khốc. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 15 tháng 5 ở Kiev. Về đàm phán, một lần nữa đây là những quyết định do Ukraine đưa ra, không phải của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Về cơ bản, đây là những câu hỏi mà Ukraine phải trả lời. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng, chúng tôi ủng hộ Ukraine trong các quyết định. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Ukraine có bắt đầu đàm phán chấm dứt xung đột với Nga trước cuối năm nay hay không, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Kiev. Nhà ngoại giao Mỹ nói, nếu Nga tỏ ra có thiện chí đàm phán, tôi chắc chắn Ukraine sẽ đáp lại. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện giờ Nga chưa sẵn sàng cho điều này. Mới đây, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington không thúc ép Ukraine đàm phán chấm dứt xung đột với Nga bởi Kiev chưa từng có vị thế đàm phán tốt. Mặt khác, bà Nuland cũng cho rằng Nga chưa đạt được mục tiêu trong kế hoạch quân sự. Theo bà, Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine và Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng. Trả lời trước chuyến thăm Bắc Kinh trong tuần này, ông Putin cho rằng kế hoạch của Trung Quốc và các nguyên thủ khác được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố hồi tháng 4 đã tính đến các yếu tố đằng sau cuộc xung đột. Theo hãng tin Reuters, ông Putin nói, chúng tôi đánh giá tích cực về cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ở Bắc Kinh, họ thực sự hiểu nguyên nhân gốc rễ và ý nghĩa địa chính trị toàn cầu của vấn đề. Theo ông Putin, các nguyên tắc bổ sung do ông Tập đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz gần đây là những bước đi thực tế và mang tính xây dựng nhằm phát triển ý tưởng về sự cần thiết phải vượt qua tâm lý chiến tranh lạnh. Các nguyên tắc bổ sung của ông Tập kêu gọi hạ nhiệt tình hình, tạo điều kiện để thiết lập lại hòa bình, tạo sự ổn định và giảm thiểu tác động đến kinh tế thế giới. Theo Insider, Madis Rohn, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Estonia vừa qua nói nước này đang xem xét nghiêm túc về việc đưa quân tới Ukraine. Các binh sĩ Estonia nếu được triển khai ở Ukraine sẽ không tham gia chiến đấu mà chỉ đảm nhận các nhiệm vụ ở hậu phương. Đây được coi là giải pháp giúp Ukraine giảm bớt sức ép về nhân lực, đưa thêm binh sĩ ra tiền tuyến. Theo ông Ron, Estonia sẵn sàng đưa quân tới Ukraine trên danh nghĩa lực lượng NATO. Ông Ron nói thêm, nhưng nếu NATO không đạt được sự đồng thuận thì một nhóm các quốc gia đưa binh sĩ tới Ukraine cũng là hoàn toàn khả thi. Ông Ron nói, chúng tôi vẫn đang trao đổi, chúng tôi đang xem xét các khả năng, chúng tôi không giới hạn bất cứ điều gì có thể làm. Ông Ron đưa ra tuyên bố vào cuối tuần trước, sau khi Tổng tư lệnh quân đội Estonia, tướng Martin Herem, nói nội bộ quốc gia đang thảo luận về việc đưa quân tới Ukraine. Tuy nhiên, trước đó Nga chỉ ra rằng sự xuất hiện của binh sĩ NATO ở Ukraine sẽ trực tiếp lôi kéo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vào cuộc xung đột nhưng phương Tây và Kiev luôn phớt lờ điều này. Cần lưu ý rằng đề xuất đưa quân tới Ukraine vẫn đang được thảo luận và cần có sự chấp thuận của lãnh đạo cao nhất Estonia. Nếu quyết định này được thông qua, binh sĩ Estonia sẽ được điều tới miền tây Ukraine trong một vài tháng tới. Việc quân đội Estonia tiến vào Ukraine có thể là bước mở đầu để Ba Lan ra quyết định tương tự nhưng mạnh bạo hơn nhiều lần. Cụ thể tại Warsaw thời gian qua đã có nhiều tiếng nói đề xuất đưa binh sĩ tới bảo vệ biên giới Ukraine Belarus nhằm giúp cho lực lượng vũ trang Ukraine giải phóng nhóm tác chiến rất lớn đang canh phòng tại đây để điều động sang chiến trường miền Đông. Vừa qua, Thủ tướng Estonia Kajakalas cho rằng các nhà lãnh đạo NATO nên cân nhắc mọi thứ khi thảo luận về cách thức ngăn cản Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bà Kalas đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với Politico khi được hỏi về những nhận định gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine. Không có quốc gia phương Tây nào cam kết đưa quân tới Ukraine và người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố việc phương Tây đưa quân vào cuộc xung đột này sẽ dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO và Nga. Nga dường như đã giành ưu thế trong cuộc xung đột ở Ukraine trong năm 2024 khi Ukraine cạn kiệt đạn dược và hỏa lực. Kyiv kỳ vọng gói viện trợ gần 61 tỷ đô la của Mỹ có thể thay đổi điều này. Gần đây, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrei Zhemak đã kêu gọi phương Tây cho Kyiv tiếp cận không hạn chế kho vũ khí và chuyển cho Ukraine số tiền đang bị đóng băng của Nga. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen ở Đan Mạch, ông J. Mark đã công bố một báo cáo do ông và nhiều đồng minh cùng thực hiện, bao gồm cựu Tổng thư ký NATO Anders fogh Rasmussen, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Wesley Clark. Để tóm tắt báo cáo, ông J. Mark cho biết điều quan trọng là các đồng minh NATO cần chi 0,25% GDP của họ để viện trợ quân sự cho Ukraine và giải phóng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ đất nước chúng tôi. Ngoài ra, bản báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị rằng phương Tây cần dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với việc cung cấp vũ khí thông thường cho Kiev. Ông Jemak cũng lập luận rằng không nên có hạn chế nào trong việc sử dụng những loại vũ khí này. Trước đó, châu Âu từng có kế hoạch riêng là sử dụng lãi từ số tiền bị đóng băng để mua vũ khí và tài trợ tài thiết cho Ukraine. Điều đó có nghĩa kế hoạch có thể tiến hành sớm, dù các quan chức EU nói rằng châu Âu có thể tham gia kế hoạch của Mỹ vào năm 2025. Lập trường khác biệt của các nước phương Tây có nguy cơ đe dọa nỗ lực sử dụng tài sản đóng băng Nga để hỗ trợ Ukraine. Mỹ và Anh cho rằng thành công của nỗ lực là rất quan trọng đối với khả năng chiến thắng của Kiev, song ý tưởng sẽ khó có thể thúc đẩy nếu không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Cũng trong diễn biến liên quan, trước đó một quan chức Mỹ cho biết Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm pháo, đạn dược dùng cho hệ thống tên lửa phòng không Nasam-S, đạn chống tăng, xe bọc thép và một số vũ khí khác. Khoản hỗ trợ mới sẽ được tài trợ bằng các quỹ giải phóng theo quyền rút vốn của Tổng thống PDA. PDA cho phép chuyển các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ của Mỹ ra ngoài một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Reuters nhận định Washington đang dần quay trở lại với tốc độ cung cấp vũ khí thường xuyên cho Kiev sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ an ninh trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan hồi cuối tháng 4. Trong đó, dự luật trên cung cấp 60,84 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm 8 tỷ từ PDA. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Ukraine sẽ tổ chức bầu cử với tất cả người dân nước này Phát biểu tại Học viện Bách Khoa Kiev, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, chúng tôi đang làm việc với chính phủ và các nhóm xã hội dân sự để củng cố cơ sở hạ tầng bầu cử của Ukraine. Bằng cách đó, ngay khi người Ukraine nhất trí các điều kiện cho phép, tất cả công dân Ukraine, bao gồm cả những người phải đi sơ tán do hoạt động quân sự của Nga, có thể thực hiện quyền bầu cử của mình trong quá trình bỏ phiếu diễn ra tự do, công bằng và an toàn. Theo đài RT, Phát biểu mới của Ngoại trưởng Blinken ngụ ý Mỹ không kỳ vọng ông Zelensky sẽ tổ chức bầu cử mới trừ khi hàng triệu người tị nạn Ukraine hiện sống rải rác khắp châu Âu và những người đang cư trú tại bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia có thể tham gia. Điều này được cho là rất khó xảy ra vì các cư dân ở bốn vùng nói trên đã bỏ phiếu đồng ý sắp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm 2022. Bầu cử Tổng thống Ukraine lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 Tuy nhiên, Ukraine quyết định hoãn bầu cử do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky cho rằng hiện giờ không phải lúc thích hợp để bầu cử. Trước đó, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow có thể không công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21 tháng 5 tới. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Tiếp thị và xã hội Ukraine Sosis, cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Valery Zaluzny sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nếu cuộc bầu cử này được tổ chức ở Ukraine vào năm 2024. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 với công dân trên 18 tuổi. Tổng cộng có 3.000 công dân đang sinh sống ở Ukraine tham gia khảo sát. Tuy nhiên, hơn 65% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất đồng ý rằng không nên tổ chức bầu cử khi xung đột với Nga đang diễn ra. Ukraine đã cấm tổ chức bầu cử trong thời điểm đất nước được đặt dưới tình trạng thiết quân luật. Mặt khác trước đó, Cục Tình báo Đối ngoại Nga SVR cho rằng Mỹ đang tìm kiếm người thay thế Tổng thống Zelensky và lưu ý Washington thậm chí không cố gắng che giấu chuyện họ không quan tâm ai sẽ lãnh đạo Ukraine. Theo SVR, Washington đang đàm phán với cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Công việc bí mật cũng đang được thực hiện với ông Andriy Jemak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Valery Zaluzny, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và ông Dmytro Razumko, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Không rõ Mỹ muốn ông Zelensky bị thay thế khi nào, tuy nhiên SVR cho rằng ở thời điểm hiện tại, Mỹ và EU vẫn muốn ông Zelensky tiếp tục nắm giữ chức vụ bởi vì các kế hoạch tài trợ cho chiến tranh đã được xây dựng xung quanh ông Zelensky và đang mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả Kiev và các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố sáng 15 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc về giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát biểu với hãng thông tấn Tân Hoa Xã trước thêm chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 5, ông Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại và đàm phán giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài hơn 2 năm. Theo ông, kế hoạch của Trung Quốc và các nguyên tắc khác được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố vào tháng trước đã tính đến các yếu tố đằng sau khủng hoảng. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đánh giá tích cực về cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ở Bắc Kinh, họ thực sự hiểu nguyên nhân gốc rễ và ý nghĩa địa chính trị toàn cầu của nó. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các nguyên tắc bổ sung do ông Tập Cận Bình nêu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz là những bước đi thực tế và mang tính xây dựng nhằm phát triển ý tưởng về sự cần thiết phải vượt qua tâm lý chiến tranh lạnh. Hơn một năm trước, Bắc Kinh đã đưa ra một bản kế hoạch 12 điểm nêu ra những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột song không đi sâu vào chi tiết cụ thể về phía trung quốc người phát ngôn bộ ngoại giao uông văn bân cho biết hồi tuần trước đặc phái viên nước này về các vấn đề á âu lý huy đã thăm thổ nhĩ kỳ ai cập ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae cũng như liên lạc với các quan chức từ brazil indonesia nam phi kazakhstan và các nước khác về vấn đề ukraine trong vòng ngoại giao con thoi này bắc kinh đã nêu các đề xuất nhằm kêu gọi làm dịu tình hình trong đó đưa ra ba nguyên tắc để giảm leo thang, đề cập việc không để xung đột lan rộng hay kéo theo nước thứ ba, cũng như tránh bất cứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, hạt nhân hoặc sinh học nào. Nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột nên tạo điều kiện để nối lại đối thoại trực tiếp và thúc đẩy việc giảm leo thang tình hình cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện. Người phát ngôn trên cho biết tất cả các nước nhìn chung đều đồng ý với đề xuất đồng thời tỏ ra lo ngại rằng tình hình xung đột hiện tại có thể gia tăng hơn nữa. Các bên nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và phối hợp cũng như hoan nghênh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình cùng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi đề xuất này là kế hoạch hợp lý. Các nguyên tắc bổ sung của ông Tập kêu gọi hạ nhiệt tình hình tạo điều kiện để lập lại hòa bình, tạo ổn định và giảm thiểu tác động đến kinh tế thế giới. Nga coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc đấu tranh chống lại tập thể phương Tây, vốn không tính đến những lo ngại về an ninh của Moscow khi không ngừng mở rộng về phía đông của NATO và hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Nga và Trung Quốc tuyên bố hai nước có mối quan hệ không giới hạn chỉ vài ngày trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa cung cấp vũ khí và đạn dược cho phía Nga. Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Nga rút quân, khôi phục biên giới hậu Xô Viết năm 1991 và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng 6, nhưng Nga không được mời tham dự. Moscow coi sáng kiến này là vô nghĩa và nói rằng các cuộc đàm phán phải tính đến thực tế mới. Hãng tin AFP cho biết, ông Putin sẽ có mặt ở Bắc Kinh trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 5. Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc chỉ trong vòng hơn 6 tháng và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ mới. Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết phần quan trọng nhất trong chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là cuộc gặp tay đôi không chính thức với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nơi họ sẽ thảo luận về Ukraine. Ông Ushakov cho biết về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Putin phần quan trọng nhất là sự tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo Điều này sẽ diễn ra sau buổi hòa nhạc vào tối cùng ngày, ngày 16 tháng 5. Và đây sẽ là cơ hội để họ bắt đầu cuộc thảo luận. Điều đó có nghĩa là các nhà lãnh đạo sẽ có những cuộc nói chuyện riêng. Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin cho biết, quan hệ đối tác Nga-Trung có khả năng phục hồi tốt trước mọi áp lực từ bên ngoài. Ông Ushakov nói với các phóng viên, hợp tác hiện đang phát triển nhất quán trên mọi lĩnh vực. Quan trọng là quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và lợi ích của nhau, có tính chất tin cậy công bằng, cùng có lợi. Và điều này rất quan trọng trong hoàn cảnh hiện tại. Mối quan hệ đối tác này thể hiện khả năng phục hồi trước mọi áp lực từ bên ngoài. Ngoài ra, sẽ có cuộc gặp không chính thức của các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc vào ngày 16 tháng 5 để thảo luận về chính sách đối ngoại. Trong đó có sự tham dự của Andrei Belushov, người đã được đề xuất ứng cử vào chức Bộ trưởng Quốc phòng và Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shogu. Cuộc gặp cũng sẽ có sự tham dự của trợ lý đối ngoại Điện Kremlin Yuri Usakov và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Dmitry Sugaev và người đứng đầu Roscosmos Yuri Borisov cũng sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán theo hình thức hạn chế. Sau cuộc gặp, ông Putin và ông Tập sẽ ký tuyên bố chung. Trước khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh và Moscow đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn. Kể từ đó, giao thương của hai nước đã tăng lên mức kỷ lục các nhà phân tích cho rằng, Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có sau cuộc chiến ở Ukraine. Bắc Kinh đã bác bỏ những lời chỉ trích về mối quan hệ của họ với Moscow, ca ngợi mối quan hệ đối tác không giới hạn vì nước này được hưởng nhập khẩu năng lượng giá rẻ của Nga và tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, bao gồm cả việc vận chuyển khí đốt ổn định qua đường ống Power of Siberia. Theo đài Sputnik, các nhà lập pháp Đức đã thảo luận về khả năng thiết lập vùng cấm bay trên các khu vực phía Tây Ukraine, đánh dấu một diễn biến mới trong các bình luận liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Các thành viên trong Liên minh cầm quyền của Đức, bao gồm Đảng Dân Chủ Tự Do, FDP và Đảng Xanh, đã đề xuất thành lập một vùng cấm bay kéo dài tới 70 km vào trong lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không được triển khai ở Ba Lan và Romania. Đề xuất này nhằm giúp gánh vác một phần gánh nặng phòng không của Ukraine cho phép Kiev tập trung bảo vệ tiền tuyến. Các nhà lập pháp Đức trích dẫn việc NATO bắn hạ tên lửa của Iran nhằm vào Israel hồi tháng trước như một tiền lệ. Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Đức đã trích dẫn quyết định của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từ tháng 3 năm 2022 tuyên bố rằng liên minh quân sự này sẽ không thực thi vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine. Theo nhà phân tích chính trị Nga Sergei Politaev, cuộc thảo luận xung quanh khả năng thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine trong bối cảnh quân đội Ukraine đang rơi vào thế yếu trên chiến trường, cho thấy các nhà lãnh đạo phương Tây đang tìm kiếm các lựa chọn để can dự vào cuộc xung đột. Ông Poletayev nói, cho đến nay, cuộc xung đột chắc chắn chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine. Một mặt, họ đang nỗ lực để duy trì tình trạng đó vì đó là lợi ích của tất cả các bên ở phương Tây. Mặt khác, họ đang sử dụng mọi công cụ mà họ sở hữu để gây ra thiệt hại tối đa với Nga, trong khi cố gắng điều hướng một sự cân bằng mong manh để tránh căng thẳng gia tăng hơn nữa. Chuyên gia Politaev lưu ý rằng không phải ngẫu nhiên mà Ba Lan và Rumani được chọn là địa điểm khả thi để thực thi một vùng cấm bay. Trước hết, cả hai không được coi là những bên tham gia độc lập. Thứ hai, các chính trị gia phương Tây dường như sẵn sàng hy sinh họ trong trường hợp có nguy cơ xảy ra xung đột với Nga. Câu hỏi đặt ra là liệu NATO có đến giải cứu họ theo điều 5 quy định về phòng thủ tập thể của khối quân sự hay không nếu xung đột với Nga nổ ra? Ông Politaev nêu vấn đề. Chuyên gia Nga giải thích. Tất cả các thiết bị quân sự của châu Âu đều được NATO coi là chung, như một kho dự trữ chung. Quân đội Romania có độc lập không? Tất nhiên là không. Giống như quân đội Ba Lan, như quân đội Đức, họ không thể hành động độc lập. Họ tồn tại chỉ trong bối cảnh cơ cấu quân sự của NATO. tờ Politico nhận định Slovakia đã chứng kiến nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đầu tiên là vụ sát hại nhà báo điều tra Jan Kuciak vào năm 2018 nhà báo Jan Kusiak bị sát hại khi đang điều tra mối liên hệ giữa mafia Ý với giới chức cấp cao Slovakia. 6 năm sau, một thủ tướng tại vị bị ám sát. Ông Fico là thủ tướng theo chủ nghĩa dân túy ở Slovakia. Ông điều hành một phiên họp tại thị trấn khai thác mỏ nhỏ bé Handlova vào hôm 15 tháng 5. Động thái này như sự xoa dịu cho những cử tri bị bỏ rơi ở các vùng hẻo lánh của Slovakia. Sau cuộc họp, ông bị bắn khi ông Fico được trực thăng đưa đến Banska, Bystrica gần đó, chứ không phải thủ đô Bratislava do vết thương quá nặng. Bộ máy chính trị Slovakia dường như bị đóng băng. Ai phụ trách? Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Với câu hỏi cuối cùng, ít nhất có một câu trả lời đang chiếm ưu thế trong các cuộc tranh luận. Sự phân cực chính trị. Tổng thống Zuzana Kaputova nói, những lời lẽ đầy hận thù mà chúng ta chứng kiến phải dừng lại. Làm ơn, hãy dừng lại đi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Matus Sutat Estoc đồng tình, cảm xúc dâng cao nhưng sẽ rất tệ nếu làm bùng phát thêm tình hình vốn đã nguy hiểm này. Tuy nhiên, một số nghị sĩ liên minh cầm quyền dường như vẫn chưa nén được cảm xúc. Lubos Blaha, nghị sĩ thân Nga thuộc đảng Smer của ông Fico, đã hét vào mặt phe đối lập trong quốc hội rằng thủ tướng đang phải đấu tranh giành lấy sự sống vì sự thù ghét của các anh. Theo tờ Politico, những biến động lịch sử đã gây ra sự chia rẽ xã hội sâu sắc ở Slovakia rồi ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính trị nước này. Đặc biệt là sau khi Slovakia và Cộng hòa Séc chia tay vào năm 1993, hai nước này từng lập thành tiệp khắc, biến thiên đột ngột hình thành những mâu thuẫn trong lòng Slovakia, giữa nông thôn và thành thị, giữa người trẻ với người già, giữa người theo chủ nghĩa dân tộc và người muốn mở cửa hội nhập. Cũng liên quan đến vụ tấn công trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, Matus Sutat Estok nói với các phóng viên khi được hỏi về người đàn ông bị bắt tại hiện trường vụ xả súng ở thị trấn Hantlova rằng Tôi nghĩ tôi có thể xác nhận thông tin trên. Nghi phạm tóc hoa dâm được nhìn thấy bị còng tay trên mặt đất ngay sau khi ông Fico bị bắn nhiều phát sau cuộc họp chính phủ ở Handrova. Theo Bộ trưởng Sutat Estok, đối tượng tấn công tên là Jurat Sintula, 71 tuổi, đến từ thị trấn Levis. Người này đã bắn 5 phát súng về phía Thủ tướng Fico và bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay sau đó. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm cuộc điều tra ban đầu cho thấy có động cơ chính trị rõ ràng đằng sau vụ ám sát ông tiết lộ nghi phạm đã lên kế hoạch sau khi ông Fico tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm ngoái. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội sau khi bị giam giữ, nghi phạm cho biết ông không đồng ý với chính sách của chính phủ. Theo báo chí Slovakia, nghi phạm là cựu nhân viên an ninh tại một trung tâm mua sắm và là người sáng lập câu lạc bộ văn học Duha. Nghi phạm từng cho ra mắt ba tập thơ và là thành viên của Hiệp hội Nhà văn Slovakia. Chương trình xin được tiếp tục bằng những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một cuộc tranh luận gai gắt đã nổ ra trong chính phủ Israel xoay quanh chính sách hậu chiến của nước này đối với giải Gaza. Cuộc tranh luận nội bộ phản ánh những khác biệt lớn trong chính phủ liên minh cầm quyền của ông Netanyahu về hướng xử lý giải Gaza sau cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 8 tháng. Trong khi một phe muốn thiết lập chính quyền thay thế Hamas, phe khác ủng hộ việc quân đội Israel duy trì kiểm soát an ninh trên giải đất này. Trong phát biểu trên truyền hình ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan đã công khai thách thức Thủ tướng Benjamin Netanyahu về kế hoạch hậu chiến đối với giải Gaza. Ông Galan tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm cai trị quân sự lâu dài ở giải đất bị tàn phá này. Bộ trưởng Galan cho biết Israel nên hướng tới thiết lập một cơ quan cai trị Palestine không thù địch để thay thế Hamas tại Gaza. Ông chỉ trích rằng kể từ tháng 10 năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã không phản hồi đề xuất này của ông. Cuộc tranh luận nội bộ phản ánh những khác biệt lớn trong chính phủ liên minh cầm quyền của ông Netanyahu về hướng xử lý giải Gaza sau cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 8 tháng. Trong khi một phe muốn thiết lập chính quyền thay thế Hamas, phe khác ủng hộ việc quân đội Israel duy trì quyền kiểm soát an ninh trên giải đất này. Với vai trò quyền lực đang bị lung lay, Thủ tướng Netanyahu tiếp tục kêu gọi loại bỏ Hamas mà không đưa ra giải pháp thay thế rõ ràng cho Gaza quan chức Israel kêu gọi Thủ tướng Netanyahu đưa ra quy định và tuyên bố rằng Israel sẽ không thiết lập quyền kiểm soát dân sự hay quản lý quân sự đối với giải Gaza và giải pháp về một chính quyền thay thế cho Hamas ở giải Gaza sẽ được thực hiện ngay lập tức. Thành viên Nội các Chiến tranh Benny Gantz đã lên tiếng ủng hộ ông Galan khẳng định rằng Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nói lên sự thật, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo là làm điều đúng đắn cho đất nước bằng bất cứ giá nào. Cùng ngày, Reuters Dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken cũng tuyên bố, Israel cần một kế hoạch rõ ràng và cụ thể cho tương lai của giải Gaza. Ông nêu rõ, chúng tôi không và sẽ không ủng hộ sự chiếm đóng của Israel. Tất nhiên, chúng tôi cũng không ủng hộ việc Hamas điều hành Gaza, nhưng chúng ta cũng không thể để tình trạng hỗn loạn tồn tại. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shokri đã hối thúc cộng đồng quốc tế triển khai những hành động cụ thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở giải Gaza và khôi phục hòa bình, ổn định trong khu vực. Kênh truyền hình al News dẫn lời ngoại trưởng sokri nêu rõ cairo đã kêu gọi ngừng bắn ở gaza và hối thúc thực hiện các hành động để ngăn chặn tình trạng người palestine ở giải gaza buộc phải di rời do tác động của cuộc xung đột hiện nay người đứng đầu ngành ngoại giao ai cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm buộc israel chấm dứt chiến tranh và cứu những người dân palestine vô tội ông cũng cảnh báo về sự tiếp diễn các hoạt động quân sự của israel ở gaza cũng như chiều hướng mở rộng xung đột sang thành phố rafah phía nam gaza đồng thời chỉ ra những hậu quả thảm khốc của giao tranh đối với tình hình nhân đạo ở giải đất ven địa trung hải này. Theo nhà ngoại giao Ai Cập, các chủ đề chấm dứt chiến tranh ở Gaza, hỗ trợ chính nghĩa của người Palestine và giải pháp hai nhà nước là ưu tiên hàng đầu trong những cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập đang diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain. Cũng trong ngày 15 tháng 5, thủ lĩnh phong trào hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh đã cáo buộc Israel gây ra tình trạng bế tắc hiện tại trong tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza đồng thời khẳng định những nội dung sửa đổi của Tel Aviv đối với đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian hòa giải đưa ra đẩy cuộc thương lượng đi vào ngõ cụt. Ông Haniye tuyên bố phản đối mọi thỏa thuận dành cho Gaza thời hậu chiến, loại bỏ vai trò của Hamas, đồng thời nhấn mạnh phong trào này vẫn giữ nguyên yêu cầu về việc thỏa thuận ngừng bắn phải dẫn đến chấm dứt chiến tranh ở vùng lãnh thổ của Palestine. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo với các nghị sĩ rằng họ sẽ thúc đẩy kế hoạch bán gói vũ khí và đạn dược trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Israel, ba trợ lý trong Quốc hội Mỹ cho biết. Đây là lô vũ khí đầu tiên cho Israel được xúc tiến từ khi chính quyền Mỹ dừng lô vũ khí gồm 3.500 quả bom cỡ lớn cho đồng minh trong tháng này. Lô vũ khí sẽ bao gồm số đạn chống tăng trị giá khoảng 700 triệu đô la Mỹ, 50 triệu đô la Mỹ cho các phương tiện chiến thuật và 60 triệu đô la Mỹ cho đạn súng cối. Ngày 15 tháng 5, Hạ nghị sĩ Greg Mix, nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho biết gói vũ khí mới sẽ được xúc tiến cách đây một thời gian và sẽ không dùng tiền từ gói chi tiêu an ninh quốc gia mà Tổng thống Biden phê chuẩn tháng trước. Nghị sĩ Mix cho biết nếu được triển khai, số vũ khí này sẽ được chuyển giao trong 2 đến 3 năm tới. Chính quyền của Tổng thống Biden đang vấp phải chỉ trích từ cả hai đảng vì cách ứng xử với chiến dịch tấn công của Israel ở giải Gaza. Những chỉ trích đó có thể gây bất lợi cho đương kim Tổng thống trong nỗ lực chạy đua tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan về tình hình tại thành phố Rafah, phía nam giải Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tại cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Blinken một lần nữa khẳng định lập trường của Washington phản đối chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn ở Rafah. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết bảo vệ dân thường và lực lượng cứu trợ nhân đạo tại Gaza, đồng thời kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Israel đảm bảo hàng hóa viện trợ được chuyển đến Gaza và giúp giải quyết những thách thức đối với việc phân phối viện trợ bên trong Gaza khi Israel truy quét các mục tiêu Hamas. Liên quan đến tình hình tại giải Gaza, người dân tại đây cho biết xe tăng Israel đã tiến sâu hơn vào Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong số 8 trại tị nạn ở giải Gaza trong khi khu vực phía đông Rafah hứng chịu không kích dữ dội, tại Jabalia, xe tăng tiến về trung tâm của trại, nơi tập trung đông dân cư nhất. Người dân cho biết, đạn pháo từ xe tăng đã rơi xuống trung tâm trại và các cuộc không kích đã phá hủy nhiều lán trại. Quân đội Israel đã buộc hàng trăm người Palestine đang trú ẩn tại các hầm trú bom phải rời đi. Ở khu vực Rafah gần biên giới với Ai Cập, Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào các khu vực phía đông thành phố Người dân cho biết xe tăng Israel hiện đang đóng quân ở phía đông đường Salahuddin, chia đôi phần phía đông thành phố Rafa, trong đó đường cao tốc bị chặn do giao tranh dữ dội. Theo các cư dân, phần phía đông Rafa vẫn là một thị trấn ma. Hội đồng châu Âu ngày 14 tháng 5 công bố quyết định mở rộng phạm vi trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với Iran, động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nhấn mạnh sau khi Iran tiếp tục ủng hộ về mặt quân sự cho Nga, hỗ trợ cho các nhóm vũ trang phi nhà nước ở Trung Đông và khu vực Biển Đỏ, cũng như tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa vào Israel hồi tháng 4. EU đã mở rộng các biện pháp hạn chế đối với Iran, trong đó có cả hoạt động chế tạo tên lửa. Cũng trong tháng 4, Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí về mặt nguyên tắc việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại ông joseph borrell nói thứ nhất chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của iran thứ hai mở rộng khuôn khổ địa lý của biện pháp trừng phạt gồm việc cung cấp máy bay không người lái và tên lửa không chỉ cho nga mà còn cho toàn bộ khu vực trung đông và biển đỏ cũng liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với iran Hôm 14 tháng 5, Australia cho biết nước này mở rộng lệnh trừng phạt với 5 công dân và 3 thực thể của Iran, trong đó có một số nhân vật cấp cao trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mohammad Reza Asiani, lãnh đạo của Iran, doanh nhân và một số doanh nghiệp của nước này mà Australia cho là có liên quan đến chương trình tên lửa và máy bay không người lái. Hiện Iran vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức trước các thông tin trên các động thái gia tăng trừng phạt của phương Tây đối với Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang có dấu hiệu gia tăng khi giới chức Iran đe dọa sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân nếu sự tồn vong bị đe dọa. cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Sayid Khaman Karaji nhấn mạnh: chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để giúp đỡ tất cả các nước trong khu vực cả về vũ khí quân sự và công nghệ mới. Nếu Israel dám và muốn tạo ra mối đe dọa hạt nhân đối với Iran, chúng tôi có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình. Trước các động thái cứng rắn từ cả phương Tây và Iran, mới đây, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh mọi sai lầm. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, một tính toán sai lầm, một thông tin sai lệch có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực quy mô toàn diện, tàn phá tất cả các bên liên quan và phần còn lại của thế giới. Theo các chuyên gia, đàm phán hiện vẫn là con đường duy nhất có thể giải quyết vấn đề tên lửa và hạt nhân của Iran trong bối cảnh Iran tiếp tục để ngỏ khả năng tái thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định không có thay đổi nào trong học thuyết của Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News.